Cắt như lần trước ấy. Xem lại mẹ em.
phải hàng chất ngắn này, chất ngắn thì ok. Chị về hôm qua? Ờ, về hôm thứ sáu. Ơ, ta đi mình biết à? Đi biết mà, vắng nhau cái biết ngay. Đúng Hoa về. Hoa ta về mấy ngày? Thế là đi luôn đấy. Ơ, cũng Hoa... về luôn đấy. Cái Hoa ra này biết gì? Ồ, hôm chị xuống, hai chị em xuống đây đây. À, đâu đấy hả? Ờ, ừ. Thế xong rồi là để chị lại đưa trả về. Ừ. Nhớ là vào ngắm ấy. Yếu ngắm dai dai đẹp của mẹ. Mẹ Hòa. Đây là bác xã. Con ở trong đấy rồi cho nên là cái chuyện ở đây nó chỉ là phụ thôi. Đây là phụ thôi. Trong kia mới là cửa của tao. Này chị hai bên má một bên có răng hàng, bên có răng hàng nó khác nhau đấy mẹ. Bên mua răng hàng nó sệ hơn. Chính xác. Thế nên là ai mà đã nhổ với tăng răng số 8 ấy, răng khôn ấy, là thường thường là bị hóp, bị ấy luôn, tóp luôn, nó teo luôn cái đây, cái có nhai ở đâu mất số 6 7. Anh Trung anh ấy ngày xưa khổ thật đấy. Anh Trung anh ấy gạt em may quá chứ không chết em. Răng khôn luôn hả? Răng khôn ấy, đợt em nhức nhối quá em đau chị nó mà nhổ thế xong rồi lên cái họ gạ luôn. Họ bảo em là ui dồi ôi, nhổ cái là xong mà. Thế là em đi bảo anh Trung em không được nhổ. Nhổ cái kiểu nó cứ chùm lợi ấy. Thì nó khổ là mày xem oan ra. Mình bị sâu răng số 8. Thì lên thì bác sĩ cứ nhổ răng số 7. Ui dồi chết rồi. Nhổ xong rồi vẫn thấy đau. Hồi nó chưa có siêu âm chụp ấy. Khổ. Thế xong rồi nhổ răng xong rồi vẫn thấy đau thì bây giờ là nhổ tiếp. Chết rồi. Mất hai răng hàm hồi vào tháng bà nhổ răng lành của chị đúng là răng số 7. Ôi. Lành nguyên mà bà ấy lấy tà bà ấy nhúng rồi lên. Lúc chị bảo không nhổ nữa không sợ gãy hàm ý. Thì lúc ấy nó bật ra. Bà dính cả thịt cơ mà. Ôi chị chuẩn bị lấy chồng đấy. Đeo còn dính cả thịt vào đấy khiến bà ấy sức khỏe nhổ. Tính tỏ mà quan ra chứ đấy. Quan ra đấy. Tại vì bà ấy gõ thì cái chân cái răng đau nó lại chui vào gầm cái răng lành. Thế là bảo đấy đúng cái răng nó bị ê đau cuối cùng là cái răng bên cạnh sâu chán thế ngồi nó không có xương khổ luôn hai răng hàm rồi còn chưa lấy chồng mẹ kinh khủng chảy bê bết máu rồi chứ em biết rồi cảm giác của cái răng mà nó bị đấy nha nó đấy là nó ý. Đấy mà là đấy là nó còn tiêm thuốc tê cho mình rồi đấy mẹ nó tiêm thuốc tê tiêm kinh hồi cái ống thuốc tê mình nhớ đầy ướt đến 5cc sưng bèo cái má thì sao nó nhổ da rất nguyên thịt đấy nhỉ nhiều bác sĩ đấy đó cái mà người ta gọi là cái chủ quan của họ này mới lại không có siêu âm nó không biết được cái chủ quan nữa nhiều người người ta phải đánh đo chán người ta phải mình thì nó lại không sâu ở bề mặt nó lại sâu ở chân em đúng là may quá ông Trung ông không gà này thế hồi nó mới lên thì trời đâu cái nó gọi là cái răng khôn bên trong ấy nó chỉ bảo nó toàn da bên trong ấy thế là nó cứ lợi nó cứ chùm nó mọc vào nó đau thế là cứ một năm này em phải hai lần sốt phát sốt nên nhức nhối xong rồi là không ăn được xong rồi là nó nhức đau nó nhức như cắn ấy chị ạ thế là nó lên nó phải rạch ra nó tiêu nó ấy đi thì chị bảo đang cái tuổi răng lợn chùm ấy nó mọc ấy thế là thôi con bé bái gì đây bao nhiêu em trắng em là em nhiều để thế này thôi vâng.
đấy để thấy nó mềm hơn là chéo ra. Của em là đi